Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Đi đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia chức năng thần khí thượng cổ. Thì trong đây sẽ có 3 món thần khí. Cái chuông thì sử dụng cho thiền quân. Cây kiếm thì dùng cho trung quân. Cây đàn dùng cho hậu quân. Để có các món thần khí này thì các bạn cần qua một chức năng khác. Bên đây là khu hỗn độn. Tổng cộng gồm có 7 khu. Đầu tiên bạn cần vượt qua ải con thái sử từ này để được món đầu tiên là cái chuông. Sau khi nhận được cái chuông, nó sẽ ở cấp 1. Nó sẽ cộng thêm các thuộc tính như công, trí, nhanh nhẹn và sinh mệnh. Bên hàng trái là thuộc tính hiện tại. Bên phải là thuộc tính cấp tiếp theo. Mỗi ngày sẽ có 5 lượt rèn bằng vàng khóa. Dưới này thì rèn bằng vàng và đá hỗn độn. Này là rèn nhiều lượt. Và mấy cái món này thì cường hóa tối đa là cấp 100. Mình sẽ bắt đầu rèn. Mỗi lần rèn ngẫu nhiên sẽ xuất hiện bạo kích. Bạo kích thì tăng nhanh hơn. Điều kiện để tăng cấp thêm nữa thì các bạn cần vượt thêm ải mới này nữa. Hàng dưới này có để điều kiện nâng lên cấp 10. Giờ mình sẽ đánh tiếp. Muốn rèn thì phải đánh thêm nữa. Đánh xong khu thì sẽ được thưởng thêm. Bấm để chuyển sang khu tiếp theo. Hiện tại cây kiếm chưa mở khóa nha. Tới khu thứ hai này, khi mà các bạn vượt qua ải Thái Vân Cơ này thì sẽ mở khóa được cây kiếm. Giờ thì nó đã mở khóa. Vì mình dùng tiền quân Triệu Vân nên không tăng cấp cái này. Vượt xong hai khu thì chưa mở cây đàn nha.
Đến khu ba này thì khi vượt qua ải Khương Di này thì sẽ mở khóa cây đàn. Cây này có hiệu quả cho hậu quân. Giờ thì rèn tiếp cái chuông. Mình sẽ xem nó đánh từ từ xem sao chứ không bỏ qua nhanh nữa. Vì mấy cái thần khí thì mình đã hướng dẫn cho các bạn biết nó nằm ở khu nào rồi.
Ok, hiện tại lực chiến của con này chỉ vượt tới đây thôi. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha, bye.